Thưa quý vị và các bạn, đây là hình ảnh của gia đình chú Lợi đang đứng trước quảng trường thời đại và tham gia cái hành trình tour Fly US. Và xin được chúc sức khỏe cô chú thật nhiều và xin hỏi cô chú là ngay ngày hôm nay là ngày đầu tiên ở tại thành phố New York này, cô chú cảm nhận thế nào về cái hành trình tour với điều kiện thời tiết như này ạ? Điều đầu tiên là khi mà chúng tôi được gặp một viên Sơn, anh ta phải nói là rất là nhiệt tình và rất chuyên nghiệp đối với nước Mỹ. Khi vợ chồng tôi hôm đầu tiên là đi khắp rất nhiều nơi, nhưng hiện nay là đang ở quảng trường thời đại, nơi mà thường niên diễn ra đếm ngược của hàng năm. Mọi thứ ở đây khi chúng tôi cảm nhận là đầu tiên là về ẩm thực rất hài lòng, kể cả từ bữa sáng cho đến bữa trưa ăn đồ đặc sản của Trung Quốc thì chúng tôi rất hài lòng và đã thăm thú rất nhiều nơi. Toàn những nơi mà nổi tiếng bên chương trình tour đã đặt ra, vợ chồng tôi rất hài lòng, vợ chồng tôi là cảm nhận là sẽ có thể là quay lại nước Mỹ rất nhiều lần nữa. Vâng, xin cảm ơn cô chú, chúc cô chú thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Trân trọng cảm ơn ạ. Vâng, dạ vâng ạ.